Trong đây chắc có đồ. Oh my god, ảo thuật. Nó hợp lại giữa không trung luôn nè. Oh my god, chuyện gì thế này? Thật không thể tin được. Và chào mừng các bạn đã đến với chuyến đi lang thang của chúng ta nha các bạn. Thì hôm trước mình đã dừng tại đây, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục nha. Ở dưới này là một cái nơi rất là nhiều những con nhện các bạn. Nhưng mà nó bỏ chạy hết rồi, do nãy mình bắn quá bắn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đường đi ha. Ok, chúng ta sẽ chui vô đây. Một cái, rồi này cái lỗ chó đi. Đấy, trời ơi nhện. Đi trong đây chúng ta phải có cái hộp quẹt nha các bạn, để mình đốt mấy cái tơ nhện á. Tại vì nó rất là nhiều tơ nhện, nó làm mình bị chậm. Và đặc biệt là những con nhện ở dưới này nó rất sợ cái đèn pin của mình các bạn. Mình chiếu vô nó là nó bị kiểu như da của tôi nó bị cháy luôn các bạn. May này, nó rất sợ lửa. Nó cực kỳ sợ súng lửa luôn các bạn. Gì mà tiếng kêu dữ vậy ta, cái máy của mình nó kêu quá kêu rồi nè. Rồi, vẫn còn tiếng kêu cái máy mình đeo. Ok, chúng ta lên đây. Đằng này hình như nãy thấy. Đó, biết mà, tao thấy mày mà. Nhanh thế. Ra đây bạn ơi. Ghê quá bọn này. Ok, có khí độc. Đốt. Cái thằng nhân vật của mình đó các bạn, nó gặp khí độc nó thở ghê lắm, nghe cái tiếng rất là kiểu như sắp chết tới nơi vậy đó. Đây đây đây. Mày hả con? Mày. Tao cho tụi bay sáng nhất đêm nay luôn. Sáng chói luôn. Tao biết là bọn bay rất là sợ lửa mà. Bắn phát ở đây nè. Rồi mình sẽ nạp điện cho khu vực này. Yeah. Có điện. Archum, 1-2 testing. It's me, Damir. I hope you can hear me. I'm here too. You nearly shot me, thought I was an enemy. Hết hồn. Attention. Ventilation system failure. Prepare individual equipment and remain in your seat. Await for further instructions. Did you hear that, Artyom? Ok, đây. Đây có cái cửa. Dưới này đồ đạc rất là nhiều các bạn, tha hồ mà lấy. Mở cửa nào. Tao phải lấy cái súng này ra đi. Mày. Trời ơi. Nó dài như vậy sao?
mình bắn nó 3 phát mà nó chưa chết nữa. Đây rồi, nó dụ mình đó các bạn, nó dụ mình vô mấy cái phòng này để nó xử mình đó. Nhà vệ sinh thì trong cái thế giới game thì cái khu vực nhà vệ sinh là một trong những cái khu vực mà đáng sợ nhất nha các bạn. Ê ê, hấp pin. Cái shotgun của mình có bộ đánh với tụi này thấy hơi yếu yếu ta, đúng không? Hello. Trong đó chết hết rồi các bạn, rất nhiều những cái xác trong đó. Kính này chống đạn à. Hello. Trong đây bạn nhận nhiều quá các bạn ơi. Giờ trong đây phải đem cái hộp quẹt liên tục mới được. Quá nhiều bạn nhận trong này. Đốt. Đốt. Đây rồi. Hình như là mình phải lấy cái cuốn sách này hay sao nè. Ghê quá, còn đụng vô cái xác nữa. Này là bức ảnh gia đình thôi mà. Nghe tiếng rồi, nó tới. Phòng mi hả? Phòng mi hả? Ây da. Phòng bay, ôi mấy con này. Oh man, mình phải liên tục chiếu cái đèn pin vô người đó. Súng mình bị nóng các bạn ơi, lấy súng lửa ra thôi. Mày, mày. Bọn này là không cầm súng kia bắn nó được rồi. Tức là mình phải đợi tụi nó đứng lên các bạn, tụi nó đứng bằng hai chân nó đưa cái bụng nó ra, mình mới bắn bằng súng kia được. Nó mới chết. Nếu không thì mình sẽ tốn rất là nhiều đạn. Điểm yếu của nó là ở dưới bụng các bạn. Ê, hết hồn. Ủa, chưa qua đây không được à? Ha 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 ha. Ôi da. Kiếp một bầy.
Tụi bay vui chưa? Vui chưa hả? Chọn xong bơm xăng. Đúng rồi. Ồ. Oh. Những cái chỗ này mình chui vô không được nha các bạn. Chỉ có những con nhện chui vô được thôi. Có điện thoại. Cái này là cái gì vậy ta? 1970 cái 1979. Cái này là khu hồ sơ hay sao ấy. Mình vô đây mình tìm cái gì kìa. Hình như là bản đồ hay sao các bạn. Đây 2019. Wow. Một cái năm rất là gần đây thôi các bạn. 3 năm trước thôi. Chống không, không có gì. What? Chắc là cái này. Để xem nha, cái này là cái gì nha. Nhìn giống cái bản đồ. Đó, chúng ta đã lấy được cái cần lấy rồi đó. Bây giờ thì chúng ta phải trở về mặt đất thôi. Dưới này ghê quá, dưới này toàn nhện không à. Có gì cho tôi lấy đâu mà nó kêu dữ vậy ta. Dưới này có đồ à. Thôi mình giọt lẹ luôn các bạn ơi. Lây hoay dưới này là chết. Mấy người này chết mà không có đồ gì cho tôi lấy cho người ta. Ô. Oh. Đây. Nghe rồi đó, nghe tiếng mấy con nhện rồi đó. Mày láo hả con? Tao có súng đặc trị tụi bay rồi, tao không có sợ đâu. Trong đây bọn mình có cái súng phun lửa các bạn. Ủa? Đèn ngoài này tắt hết rồi. Đó, bắn cho nó sáng. Bắn khắp nơi luôn cho nó sáng. Cửa này không mở à. Chúng nó lại tới nữa. Hình như là chúng ta phải thủ ở đây. Cái con này ghê lắm nè. Cái con này là con nhện thứ dữ nè các bạn. Hết thôi. Có điện rồi. Thang máy đang xuống. Chúng ta phải cố cầm cự thôi. Rồi. Yeah, thỏ. Oh man. Bộ mình. Đừng lo. Đây, đó. Đừng có sợ gì hết trơn á, có tôi đứng đây rồi. Trời ơi, nó đông kìa các bạn ơi.
Mày đông, mày đông, mày đông hả? Mày đông hả? Lấy súng này gạch coi, cho nó phù hợp với bộ của mình. Ok, nhảy xuống luôn. Chiếu đèn vô nó nè. Cho tụi bay nè. Cho tụi bay nè. Rồi, chúng ta đã lên được phía trên, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành. Thì ra là bức ảnh mẹ của bà này. Ok. Thì ra là hình phụ huynh của bà này. Bà cho mình cái bình nước à. Mình đã liều mạng lấy tấm ảnh cho bà mà bà cho mình một cái món mà nhảm nhí. Một cái bình nước ư? You people are lucky. Most of the Monai Baile are raiding all their best troops. If they were all here, you'd be dead already. But now. Ủa, này đi đâu ta? Mấy người này đang đi đâu thế? Monai Baile translates to something like oil rich people. Oil drillers, I guess. Listen. Wow, xe. I'll tell you where to go now. When outside, go right. The road there used to lead to the sea, to port. Anna should be around there. Contact. Okay, bà nói là mình chạy xe ra ngoài rồi quẹo phải. I'll stay and try to find out more about these oil drillers. We'll contact the base as soon as I get any useful information. Okay. Tell me, Jewel, how did this... Có chỗ nào cho tôi ngủ không ta? Bây giờ là ban đêm rồi, tôi không muốn đi ban đêm đâu. My people chose their fate themselves. What? What? Become slaves of their own will? Yes, they did. The Munai Baileir told them they'd protect in exchange for their work, and they agreed. The Munai Baileir told them to worship the Holy Flame, and they agreed again. Well, they did not have much choice then. They had a choice. To fight. To fight and die, but not be slaves. Not everybody. Chúng ta phải chờ tụi nó nói chuyện thôi các bạn ơi. Tụi nó nói chuyện nhiều quá. I'm always ready. Tôi luôn luôn sẵn sàng. Quá chuẩn luôn. Even alone I can get the Baron. Suppose you do get him. What next? I'll think of what to do once the Baron lies dead. Makes sense, I guess. You go, Artyom. Good luck to you. Rồi đi thôi. You should go, Artyom. We'll talk later. Vậy là cái thằng bồ của mình không đi với mình rồi. Đi nha, tao đi nha. Quẹo phải nè. Trời má ơi, không có chỗ nào cho tôi ngủ hết. Ngoài này trời đang ban đêm, mưa gió lộn. Nói chung là hoang vu. Ui, mấy cái con nó sao nhiều dữ ta. Mình có nên bước ra mình bắn tụi nó không? Lang thang mà, mình phải giải trí chứ. Đâu rồi? Mới thấy hai ba thằng đứng đây. Bọn này giả man thật. Lúc mình chạy xe thì nó xuất hiện, nó hù mình. Còn mình xuống xe tụi nó chạy mất. Tôi tính xuống tôi thể hiện cái khả năng bắn súng mà thiện xạ của tôi cho các bạn xem. Bọn này nó trốn hết. Hãy subscribe
Chỗ này nè, chỗ này không biết có người không nè. Có nè. Ê kìa con kìa, kẻ thù không đội trời chung của tôi. Mà đây bắn nó không trúng đâu. Trên này có người nha các bạn, mình nói chuyện với mấy người này được nha. Đi lên xem có buôn bán gì được không. Hình như trên này có chỗ cho mình ngủ thì phải. Đúng vậy, này là một cái chỗ cho mình ngủ nè. Mình nhớ là trên này có người. Nói chung là bây giờ ban đêm rồi, tôi không muốn đi đâu hết. Được đó. Đằng kia có người đó các bạn. Bắn trái vô đó luôn. Trái nhà người ta hết rồi, trời ơi. Ê, ê. Trời, chút xíu chết, trời. Quên. Mình quên là cái game này mà chúng ta nhảy cao quá là chết. Ngủ đi. Giờ mình làm một giấc tới sáng nè. Uống ngụm nước cái đã. Rồi đi ngủ nha. Đấy. Cái game này thì có ngủ mà sao cái dòng Far Cry sau này không có ngủ ta, nó không cho ngủ. Vô lý. Rất là đáng tiếc. Đây rồi. Hello. If we wanted you dead, you'd wake up dead already. No two ways about that, huh? Hell yeah! So don't you worry, pal. Sal wants to make you offer, so listen. So, here we meet again. Did you forget how you knocked me out back then? Oh, cái ông này sure là cái ông mà lúc mình mới tới cái vùng sa mạc này nè, mình đánh ổng trên cái chỗ chỗ mình lụm được cái shotgun đó các bạn, mình đánh với ông này hay gì nè. Đúng rồi. So here you go. Là cái ông mà lái xe đuổi theo cái đoàn tàu của mình lúc mà mình mới tới đây. But that was just foreplay. Time for business. I figure you'd want to know why I rushed you then. Do you know our Baron? Well, I basically had him on a plate already, you see? I spent 5 years sucking up to him and roughing up the damn locals for him. I even got his custom van for that service. Okay, đi thôi các bạn ơi. Đúng rồi, tôi đi đây. Wow. Let's go. Rồi. Mời các bạn xem chuyến du lịch của chúng ta nha. Coi như đây là một cái chuyến tham quan đi. Đó. Từ trong xe mình sẽ ngắm ra ngoài nhìn nha. Mày hù tao. Hù tao là chỉ có bị cán chết thôi, nghe không? Kìa nhiều lắm kìa. Tạo ra chiến với tụi bay luôn nè. Tới đây bạn ơi. Chạy à. Chạy. Chạy. Cái kìa đằng con đó nhiều lắm kìa các bạn. Ủa sao có cái con gì bị cháy ở đây. Ngọn cỏ bị cháy à. Tại sao nó lại cháy. Múa lửa cho tao xem. Múa lửa cho tao xem. Ủa sao nó không chết à. Còn tụi nó múa lửa nè. Con này to thế. Ôi má ơi.
Mình rất thích coi tụi này múa lửa các bạn. Rồi xử luôn, cho tụi mày viên luôn. Thôi đi thôi các bạn ơi, tấu hài nhiều đủ rồi. Trong đây chắc có đồ. Oh my god, ảo thuật. Cái hộp bài giữa không trung luôn nè. Oh my god, chuyện gì thế này? Thật không thể tin được. Đây, chiếc xe của mình đây. Đây có đồ không ta? Chỗ như này dốc hơi bị cao đó, nhưng mà xe mình lên được. Đấy. Ê, có chuyện gì kìa? Hình như đằng trước có người các bạn, có bọn cướp hay sao á? Còn cái bọn này nữa. Ô, không phải, không phải. Người yêu của mình, vợ của mình. Trong đây chả có gì. Bạn sao bạn? Bạn hù mình đấy ư? Chỗ đá nó kìa các bạn ơi. Trời đá này. Chỗ đá anh nè. Ở đây có đồ các bạn ơi. Mình đi loot đồ ở đây cái đã. Hồi nãy mình nhớ là tới 3 con lận, sao giờ mất tiêu. Tới đây. Đi đâu mà xa thế? Trời. Ném mất một cái dao rồi, đây. Xuống đây, xuống đây. Dưới đây có đồ. Đó. Mình nhìn thấy mấy cái tơ nhện này là mình muốn đốt thôi. Chứ không có muốn để cho nó tồn tại nữa. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ mình ghé vợ mình nha. Lấy xe đi nha. Khu vực này có một thằng cha tên là Baron. Cũng rất hay livestream, phát biểu cảm nghĩ trên sóng radio các bạn. Hello. Là một nhái không em? Đây rồi. Súng ngắm nè. Ôi ôi. Still, this place is too hot. I feel I'm coming down soon, like Stefan. In any case, here's what I learned. Oh. Kia rồi. See that crane at the dock? There is someone in the cabin. Can't see him that well, but I think he noticed me as soon as I arrived. Mình sẽ leo lên đó đó các bạn. Wow. Hình như nó kêu mình đánh ở đây nè. Đánh đây leo lên trên luôn. I saw trucks carrying cages arrive at that boat. Looks like this is where the bandits keep their prisoners. There's that building over there, past the port. Looks like an air control tower, but I'm not sure. In any case, there should be a lot of equipment there. Something might come in handy. Oh, I see you got the maps. You and Amir did a great job there. I'll keep watching the rigs, and you can choose your next goal. Ok. Bây giờ thì nhiệm vụ xuất hiện rất là nhiều rồi đó. Ba cái dấu chấm hỏi nha. Rồi các bạn ơi,
mình sẽ đi qua bên kia luôn. Làm xong cái đó rồi mình kết thúc video là vừa luôn rồi đó. Rất tiếc là cái súng ngắm đó mình không lấy được. Đây, từ đây mình có thể đu dây qua bên kia. Ủa sao nó không cho đu vậy? Đây. Đó, mình sẽ đánh chỗ cái đó ta kêu là cái gì ta? Cái cần cẩu hả? Cần cẩu gì mà to thế? Ui da. Nhảy có chút xíu vậy mà bị thương. Chết rồi à? Rồi, bây giờ thì mình sẽ lên chỗ đó nha. Chiến đó. Đổi đạn đi. Đổi sang đạn bi nha các bạn, không chơi bắn đạn lửa nữa. Bắn đạn lửa hoài thì nó không công bằng với cái game này cho lắm. Ngoài này có đứa nào không ta? Oh my god. Nó thấy rồi. Nó luôn luôn thấy các bạn ơi, mình không có lén vô đây được đâu. Tại vì chỉ có một con đường vô đây thôi. Mà nó cảnh giác tối ngày. Mày nè. Lựu đạn. Yeah. Thấy ai chân trời. Dưới này nó chết hết rồi. Vậy là mình phải lên trên các bạn ơi. Không biết thằng nào ở trên mà nó vừa bắn nó vừa chửi các bạn. Mình không biết là nó đang bắn cái gì luôn á. Kìa nó kìa. Mày đây nè phải không? Yeah. Đổi súng đi, đổi súng đi. Đổi sang cái này đi. Đó. Hình như không còn thằng nào ở đây nữa đâu phải không? Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái súng của mình lại nha. Ồ. Gắn đồ ngắm vô nè. Đó. Bắn đạn. Wow. Tuyệt vời. Yeah. Đó, cái súng ngắm của tôi bây giờ cũng bắt đầu hoàn thiện rồi đấy. Ủa, mình gắn cái nòng dài vô được không ta? Đó, trời ơi. Đây nè các bạn. Đây là cái súng của chúng ta đây. Quá ngon luôn. Bây giờ đi lên nha. Hello. Lên trên, lên trên. Trên này không còn thằng nào đâu. Vớ được cái súng này là ngon rồi đó.
Trên đây cũng có một cây. Để coi súng mình có bị dơ không nha các bạn. Mình rửa ở đây luôn. Mình phải rửa trên cái bàn này mới được nha. Chứ khơi khơi mình rửa là không được. Rồi, leo lên. Nó mình nhìn thấy ở dưới nè. Đánh ở trong cái tàu nó rửa đó các bạn. Nhưng mà có lẽ tập sau đi. Wow. Ủa, ủa đâu bắn vậy? Ui da, ở dưới kìa. Trời ơi, ở dưới mà nó bắn lên tới đây luôn ta. Bắn chính xác luôn á. Ui da. Ok, sau khi mình chết vì tụi nó bắn chết các bạn, thì mình xuất hiện đây lại. Và đã thấy được cái cảnh tụi nó đổ bộ vô đây. Bà mẹ nó. Tụi nó bắn ghê lắm các bạn ơi. Ôi. Thoát khỏi chỗ đây làm sao? Tụi nó bắn quá ghê luôn các bạn ạ. Tao thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi. Tụi bay ngon lắm. Ngon dữ lắm luôn. Trời ơi, súng này mạnh quá các bạn ơi. Súng ngắm này quá đỉnh. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Chưa chết. Ui da. Phiêu cái đã. Chúng nó còn một thằng thôi. Cố lên. Nắp đầu thế. Thấy rồi. Ngay đầu luôn. Công nhận là súng tụi nó bắn chính xác ghê các bạn. Bắn từ dưới bắn lên trên đây mà bắn như đúng rồi luôn á. Ok, thì sau khi mình dọn hết cái bọn ở dưới rồi. Nè, chết la liệt rồi nè. Gặp tay bắn tỉa rồi, cho nên là nói chung thì mình chết cũng chết một mạng các bạn. Nãy đứng trên kia lơ ngơ thế nào bị tụi nó bắn chết. Thì cái video của mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Hẹn các bạn vào cái tập sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn chỗ này cái đã. Rồi mình hết video nha. Mình nhớ là dưới này có người. Mình nhớ là ngày xưa mình đứng ở đây mình ngắm xuống mình phá tụi nó mà. Ok. Có lẽ video tới đây là kết thúc nha các bạn. Tạm biệt các bạn.